Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý cư sĩ khách mời, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con vừa được nghe một đoạn khai thị của ân sư Thượng Tịnh Hạ Không. Ngài chỉ rõ cho chúng con thấy rằng hộ niệm là phải hộ trì người bệnh từ khi đang còn sống, đang còn tỉnh táo, còn đến khi mà chết rồi mới đến thì đấy không phải là hộ niệm. Và Ngài cũng dạy rõ chúng con rằng là thiện tri thức thì chính là người mà đứng bên cạnh khi xả bỏ báo thân, nhắc cho chúng con câu A Di Đà Phật, nhắc cho chúng con chí nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Giống như là Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân có nói rõ, Phật A Di Đà có lời thề tiếp dẫn, ta có lời nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Hai nguyện này khế hợp với nhau, khi xả bỏ báo thân chúng ta đi thẳng vào Phổ Đẳng Tam Muội, chẳng có gì mà không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm nay con lại kính khải thỉnh trên thầy Thọ Khuê lại từ bi giảng nói chia sẻ cho chúng con, để chúng con thấy rõ lợi ích của thiện tri thức, nhắc nhở chúng con từ khi đầu óc chúng con còn tỉnh táo, tiếp nhận được, nghe được lời hướng dẫn chỉ điểm, và chúng con biết buông xuống được những điểm gì để đời này chúng con thực hiện được tín, hạnh, nguyện trong giờ phút xả bỏ báo thân, để chúng con tương ứng với lời nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, để chúng con đi thẳng vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức Phật A Di Đà, để chúng con đời này có phước phần có mặt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta tu học Phật Pháp, chư Đại Tổ Sư luôn chỉ điểm và căn dặn chúng ta. Mấu chốt vẫn là ở nơi một niệm cuối cùng, vào giờ phút ra đi, quyết định chúng ta sẽ đi về đâu. Chính vì thế mà lịch Đại Tổ Sư các ngài luôn luôn đề cao cái phương pháp trợ niệm. Và đặc biệt các ngài chỉ dạy rõ, đối với một người để an toàn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, quyết định phải là minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt khi ra đi. Ở thế gian chúng ta được nhìn thấy, nếu như là người tại gia, kể cả là xuất gia, nhưng nếu vào giờ phút lâm chung, nghiệp chướng ứng hiện, phước báo cạn mỏng mà rơi vào trạng thái là hôn mê bất tỉnh, thì đối với việc trợ niệm không có tác dụng. Trong pháp hộ niệm của Tịnh Tông thì đặc biệt là đề cao cái vấn đề là người lâm chung, người bệnh là phải tỉnh táo, minh mẫn lúc ra đi. Cư sĩ Phúc Trí thường khuyến tấn người bệnh rằng là trên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng như là mười phương các cõi Phật, không có vị Phật nào là vị Phật mê mờ cả, đều là giác ngộ mà thành Phật, đều là sáng suốt mà đi làm Phật. Cho nên cái niệm tỉnh táo sáng suốt vào giờ phút lâm chung là vô cùng quan trọng, cấp thiết. Không những tỉnh táo sáng suốt mà người bệnh còn phải được thiện tri thức khai giải, khuyến tấn, động viên, khích lệ, tháo gỡ những khúc mắc trong lòng cho họ. Bởi vì có những người trong đời cũng từng có niệm Phật tu hành, tuy nhiên chúng ta nếu như không học tập về pháp hộ niệm, chúng ta sẽ không thấy rằng mình còn sơ suất chỗ nào, mình còn vướng mắc chỗ nào. Chính vì thế vào cái giờ phút lâm chung có những cái tâm niệm thô có, tế có, chúng ta chưa kịp thời buông xuống. Chỉ cần một tâm niệm mảy may như sợi tóc thôi cũng đủ để kéo chúng ta lại trong sinh tử luân hồi.
Cho nên cái tâm niệm cuối cùng này vô cùng quan trọng. Một người mà được thiện tri thức ở bên động viên, vực dậy cái tinh thần, khiến cho họ mạnh mẽ, hiểu thấu suốt được và họ buông xuống được, thì mới dễ dàng an toàn vãng sinh. Ân sư Thượng Tịnh Hà Không, Ngài luôn khai thị rằng người buông xuống nhiều thì dễ vãng sinh, buông xuống ít thì khó vãng sinh, còn không buông xuống thì nhất định không thể vãng sinh được. Vì thế chúng ta biết cái yếu tố mà được thiện tri thức khai giải nhắc nhở chúng ta vào giờ phút lâm chung là vô cùng quan trọng cấp thiết. Trong đoạn khai thị, ân sư Thượng Tịnh Hà Không, Ngài có nói rõ: vào giờ phút lâm chung hấp hối tắt hơi ra đi, thậm chí trước đó có thể là 10 ngày một tuần, đa phần chúng ta chứng kiến người thân chúng ta, nếu như ai đã từng chứng kiến qua cũng đã có những cái cảm nhận sâu sắc về điều này. Họ thường thấy là người thân quyến thuộc, là ông bà đã quá vãng đến để mời gọi đón đi. Cái điều này trên kinh Địa Tạng Phật đã chỉ rõ rõ ràng rồi. Khi mà một người đã nhìn thấy là thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ đã quá vãng đến ấy, để dụ dẫn đi ấy, thì đây gọi là âm cảnh hiện tiền. Nhưng mà đích thực vốn chẳng phải là ông bà cha mẹ chân thật của chúng ta đâu. Bởi vì tất cả những người mà tổ tiên ông bà cha mẹ đã quá vãng chúng ta ấy, đã tùy nghiệp thọ sinh cả rồi. Nếu như có niệm Phật thì đã vãng sinh rồi, họ cũng không có hiện về để dụ dẫn chúng ta. Nhưng đây hoàn toàn là oan gia chủ nợ, họ đến để dụ dẫn chúng ta đi theo. Và nếu chúng ta đi theo thì chúng ta đã vướng vào cạm bẫy. Đây cũng là cái nhân quả của chúng ta, cũng không trách họ được. Bởi vì đời đời kiếp kiếp qua chúng ta tu hành cũng đã có từng phạm lỗi với họ, đã từng gây ra đau khổ cho họ, cũng đã từng lừa gạt họ giống như thế. Cho nên đến lượt chúng ta, họ đến là đòi lại cái công bằng cho họ, họ cũng sẽ hiện ra để dụ dẫn chúng ta, lừa gạt chúng ta. Cho nên người niệm Phật, ngoài cái việc niệm Phật rồi, chuyên nhất niệm Phật rồi, phải cố gắng tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về pháp hộ niệm để biết đây là những cái cạm bẫy để chúng ta kịp thời tỉnh ngộ, mà thứ nhất là buông xuống, thứ hai là không bị cảnh giới biến hiện lừa gạt. Tiếp nữa là chúng ta cũng phải hàng ngày phải chuyên nhất một hình tượng. Điều này ân sư Tịnh Không cũng có căn dặn. Ngài nói rõ đối với người đồng tu niệm Phật, chúng ta hàng ngày lên ngắm chuyên nhất một hình tượng, để khi lâm chung hấp hối tắt hơi ra đi ấy, thì cái ấn tượng trong tâm chúng ta về Đức Phật A-di-đà như thế nào thì Phật sẽ hiện thân đúng như thế để tiếp dẫn chúng ta. Thì tất cả chư vị trong pháp giới là oan gia chủ nợ, không có quyền được giả cái hình tướng này. Bởi vì hình tướng này là bổn tôn, có nghĩa là bản nguyện cứu độ của Đức Phật A-di-đà là tùy tâm chúng sinh mà hiện tướng. Cho nên chư vị không có thể giả được. Còn lại những hình Phật Bồ-Tát khác, chư vị đều có thể biến hiện được, cho đến như là tổ tiên ông bà cha mẹ. Nên điều này khi mà học pháp hộ niệm chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên cái vấn đề mà người trợ niệm là thiện tri thức đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Thiện ở đây chúng ta cũng tạm hiểu theo nghĩa thiện ở đây là thiện lành. Ngoài cái nghĩa thiện lành còn cái nghĩa là khéo léo, phương tiện, khéo léo, chỉ bày. Tri thức có nghĩa là biết rõ cái tâm niệm chúng ta. Thực ra phàm phu thì chúng ta không biết rõ tâm niệm của nhau đâu. Nhưng nếu như là đồng tu học pháp hộ niệm mà kỹ càng ấy,
biết rõ được quy tắc hộ niệm, biết rõ về quy luật hộ niệm ấy, thì sẽ biết được người bệnh vướng ở chỗ nào để kịp thời khai giải. Thì đây gọi là biết được cái khúc mắc của người bệnh. Ví dụ như biết là người bệnh còn luyến đứa cháu, thương đứa con, thì người bên cạnh hộ niệm là hướng dẫn khai thị: cụ ơi, bác ơi, muốn thương con thương cháu thì A-di-đà Phật khuyên rằng là niệm A-di-đà Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đấy khôi phục thần thông đạo lực nhiệm màu, cụ bác có thể quay trở lại cứu giúp con cháu mình được. Còn nếu lúc này mà cụ mà bác mà luyến mà không buông xuống được thì cụ là bác không thể vãng sinh, mà không vãng sinh thì đi đọa lạc. Đây là hướng dẫn, đây là khai giải. Thế khi biết người bệnh mà vướng về tiền của tài sản thì người hộ niệm cũng lại phải khai giải, nhắc nhở, động viên, an ủi: cụ ơi, bác ơi, tất cả chúng ta như lời Phật dạy, sinh đến thế gian là tay trắng mà đến, nhắm mắt thì cũng tay trắng mà đi, chẳng mang theo được gì. Cho nên cụ ơi, bác ơi, buông xuống cái nhà này đi, buông xuống cái tiền của tài sản nhà đi, đi về Tây Phương Cực Lạc, vàng ròng trải làm đất, muốn gì có nấy. Tất cả mọi tâm niệm, tâm nguyện, mong muốn của cụ, của bác, A-di-đà Phật đều đáp ứng đầy đủ cho cụ, cho bác. Từ đó người bệnh mới vững tin, mạnh mẽ buông xuống tất cả để mà đi về niệm một câu A-di-đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Thế nếu như biết mà người bệnh mà vướng chấp vào cái thân này thì cũng phải tìm cách khéo léo khai giải, làm sao để cho người bệnh buông xuống được cái tâm khổ, tấm thân khổ đau bệnh tật này. Ví dụ như là: cụ ơi, bác ơi, tấm thân này quá khổ, Phật dạy là cái thân nghiệp báo, sinh ra cõi đời này là để trả nợ. Bây giờ cái tấm thân quá đau, quá bệnh, quá khổ rồi, bức bách rồi. Các cụ ơi, bác ơi, mạnh mẽ niệm A-di-đà Phật, đi theo A-di-đà Phật đúng như hình tướng hàng ngày cụ với bác nhìn ngắm, để theo Ngài đi về Tây Phương Cực Lạc, lấy cái thân hình trang nghiêm tốt đẹp giống như Đức Phật A-di-đà. Lúc đấy người bệnh hân hoan vui vẻ, mạnh mẽ buông xuống cái tâm thần đau khổ bệnh tật này, niệm A-di-đà Phật thì họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Cho nên là người hộ niệm gọi là thiện tri thức là vô cùng quan trọng. Một người mà chúng ta tạm hình dung cái người bệnh ấy, cái tâm lực họ rất là yếu mà rất là mong manh. Trong đời có tín, có nguyện, có hạnh, tuy nhiên vào cái giờ phút lâm chung hấp hối tắt hơi đấy, tín nguyện hạnh nó như cái ngọn cỏ đong đưa trước gió đấy. Lúc có lúc không, chập chờn. Vì đâu ạ? Vì vạn duyên ngăn trở, vì thân thể này bức bách, vì tâm thần tán loạn đau đớn đấy, khiến cho họ cái tín nguyện hạnh nó không thường trực, và cái tâm lực họ nó yếu ớt. Cho nên cái việc mà người bên cạnh hộ niệm chăm sóc, yểm trợ, giúp đỡ, động viên, khích lệ để cho vực dậy cái tinh thần cho người bệnh là vô cùng quan trọng. Đạo Thành cũng đã từng đi hộ niệm, cũng chứng kiến cái người mà chuẩn bị ra đi vào cái trạng thái lúc đấy, chúng ta thấy là bình thường chúng ta cứ nghĩ rằng là mình tu hành niệm Phật, có tín, có nguyện, có hạnh thì chắc chắn vãng sinh. Nhưng thưa thật quý vị, Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài là Tổ sư Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, mà tương truyền Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, là người đứng bên tay phải của Đức Phật A-di-đà. Ngài còn nói rõ với chúng ta: khi nào chưa ngồi lên được đài sen đi về Tây Phương Cực Lạc thì chưa an toàn, chưa chắc ăn điều gì cả. Cho nên đồng tu chúng ta tuyệt đối cũng không được lơ là chủ quan, mà luôn luôn hàng ngày phải tự kiểm điểm lấy chính mình, xem mình còn cái sơ suất gì, còn cái vướng chấp gì mà chưa buông xuống được. Nếu như tự mình mà nghe Pháp, mà hiểu ra, mà buông xuống thì quá tốt đẹp,
Còn nếu như chưa thể buông xuống, phải nhờ đến bạn đạo đồng tu là ban hộ niệm là thiện tri thức khai giải để cho chúng ta hiểu rõ, gọi là thì nhìn thấu thì mới buông xuống được. Và buông xuống được thì chúng ta mới có phước phần được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Mong cho là tất cả chúng ta thấy được cái chỗ này để mà luôn luôn chúng ta trong việc tu hành. Chư Đại Tổ Sư căn dặn chúng ta là hãy luôn luôn tạo cái thiện duyên, thiện cảm đối với mọi người. Tuyệt đối đừng để tạo ác duyên, ác cảm, bởi vì bất kỳ một cái ác niệm, ác duyên, ác cảm nào trước mắt thì đấy chính là cái chướng nạn vào giờ phút lâm chung hấp hối của chúng ta, sẽ làm chướng ngại con đường vãng sinh của chúng ta. Vì vậy, mong cho là chư vị hiểu được như thế thì cố gắng, đặc biệt ở tại nơi đây có một cái đạo tràng trang nghiêm, một cái môi trường rất tốt đẹp như thế này. Tất cả chúng ta bây giờ được sự từ bi thương tưởng của Thượng Viện Chủ tại nơi đây và Thầy Quản Chúng tại giảng đường 3 này đã tạo mọi cái nhân duyên thủ thắng cho chúng ta. Thì mong cho tất cả chúng ta từ nay trở đi cố gắng học tập về pháp hữu niệm và chuyên tâm, chuyên nhất niệm Phật, để tất cả chúng ta, mỗi người đều là thành viên của ban hộ niệm, để khi hữu sự đấy, mỗi người chúng ta đều có thể cùng nhau khuyến tấn, nhắc nhở, trợ duyên hộ niệm cho nhau, để giúp nhau an toàn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, xin đại chúng cho một tràng vào tay thật là giòn giã. Chúng con xin cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thọ Khuê đã từ bi giảng nói cho chúng con, để chúng con thấy rõ tầm quan trọng của thiện tri thức, đặc biệt trong giờ phút xả bỏ báo thân, để chúng con được tín hạnh nguyện vững vàng, để đời này chúng con thực hiện được chí nguyện vãng sinh ngay trong lúc xả bỏ báo thân. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.